người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Quế Phong TV. Hôm nay mình và mấy đứa nhỏ đây sẽ đi thực hiện một cái thử thách gọi là đặt vé ếch nha mọi người nhé. Tại vì cái ruồng quanh đây rất là nhiều ếch luôn mọi người. Lúc tối mà mình ngủ không được nó kêu ếch ngòi luôn, kêu mà không ra cái tiếng ếch luôn, tại vì nó kêu nhiều con ếch quá. Đây thì mình có chuẩn bị đây mình có chuẩn bị một cái nắm cần câu ếch đây rồi. Mình chỉ cần cắm cái con run, móc cái con run vào mấy cái lưới câu ở đây cho nó, mình cắm ở ngay đây nha, thì ếch cho tới ăn. Lúc tối nay thì mình sẽ đi xem coi ếch nó có dính không. Ếch dính thì mình sẽ quay tiếp tục để cho tất cả mọi người xem clip của mình nha. Nếu mà mọi người thấy clip mình hay, thấy nó vui vẻ thì mọi người nhớ cho mình một like, một subscribe và nhớ để lại comment nha. Nhưng mà hai đứa linh nghiện top lắm mọi người ơi. Đấy, lúc nào đi thì cũng phải cầm theo cái điện thoại nhá, vừa đi vừa quay top. Điện thoại đâu? Đây, điện thoại đây, đó, thấy chưa? Rồi nha, mình tiếp tục nha. Để mà đặt cái bẫy ếch thì mọi người lấy cái bùn đây nhá. Mọi người lấy cái bùn đây. Đây này. Lấy cái bùn đây. Đền đây. Sau mọi người để như thế này. Đây. Mọi người nhét như thế này. Làm cho nó láng thế này thôi. Sau đó lấy cái cần kia, móc cái một cái khúc con run vào và cắm ở chỗ này thôi thì ếch sẽ đi tới nhá. Thế ông ơi, ông làm cameraman cho tôi ông ơi. Đây là cái cần câu của mình đây. Ở đây mình sẽ đặt một cái cần nhá. Lấy cần câu ra. Lấy con run ra mọi người nhá. Run thì nếu mà cái tốt nhất thì mọi người nên để con run nó thúi rồi thì ếch nó ngửi thấy mùi nó sẽ tới nhanh hơn. Rồi. Này. Xong rồi đặt ở đây thôi nhá. Đây. Ok, để như thế này thôi mọi người ơi. Là tối nay ếch sẽ tới nha. Tại vì cái chỗ ruộng đây rất là nhiều ếch luôn. Thank you.
Nó đang cua đây, cua quay nhá. Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Quế Phong TV. Đây là chủ kênh nha. Trời ơi, cái đứa này bằng người mình luôn các bạn ạ. Cao quá. Bây giờ mình sẽ đi. Hà ơi, không bị làm sao đây. Không phải bắt hắc kéo cơ. Đúng rồi. Đợi tí. Đợi tí đi. Đấy, tái gì đâu đây quài. Tôi nhớ trời xuân nắng hửng lên, tôi nhớ đồng và ngựa đầu vẫn còn. Hey mọi người, bây giờ thì cũng đã đến 8 giờ rồi và bây giờ trời đang mưa nhé. Và lúc chiều là mình có đi cắm cậu ếch á, bây giờ mình sẽ đi thăm nhá, coi có con ếch nào chính không nhá. Mình cũng đi nhá. Rồi, bắt đầu. Cái con kia ăn hết mồi của mình mọi người ạ. À. Kìa. Thì ra là con đã ăn mồi nhá. Ô là trời. Cắm cái ếch ăn mà hai con kia nó lôi hết mồi của mình luôn. Rồi, tới cái này mọi người ơi. Kết quả là gì đây? Kết quả đây. Ôi là trời. Nè. Thành quả đầu tiên đấy nha. Buồn cười thật chứ. Nè. Lại một bạn nhái nữa. Ô là trời. Hay. Chào buổi sáng tất cả mọi người nhé. Nay sáng nay mình đi thăm lại mấy cái thần câu, mình đi cắm ếch á, xem có được con nào không nha. Đây. Có một con này chạy theo mình này. Bạn của mình đây. Thì hôm qua đó mình có đi cắm cái cần câu câu ếch ngay mấy cái bờ ruộng phía bên này nhá. Bây giờ mình sẽ đi thăm lại coi có dính được em ếch nào không. Thì mình sẽ đi từ phía dưới đi lên. Ôi lúc tối trời mưa mọi người à, cho nên ruộng bờ ruộng nó ướt. Đây không có luôn. Bất cần ở đây. Cần này cũng không dính luôn. Cần này cũng thế. Ây cha, nhổ hết đi. Mình thăm được 6 cần rồi mà không dính con nào mọi người nhá. Cũng hết mồi luôn tại vì có mấy cái con gì gì á.
ăn hết cái mồi của cái này luôn. Cái con gì mà nó có cái khoang ở trên cái vỏ cánh của nó đó, con kiến gì đấy mình không biết đấy, nhưng lúc tối mình đi thăm mình thấy con đó nó ăn nhiều lắm. Và bây giờ ở đây có một cái cần, nó đã kéo cả cái cây này đi đây mọi người, không có con nào luôn. Ôi là trời. Ai. Tiếp này. Tình hình là có cái nịt mọi người ạ. Ây cha. Chỉ có cái nịt thôi. Đây. Ơ. Đứt luôn. Mình nghĩ chắc cái này là hoặc là rắn cắn này. Này, mày thấy không? Đứt luôn. Đây. Đây. Buồn cười quá. Được một con nhái thôi. Ôi là trời. Cái nịt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cần mà được có một con nhái thôi. Đúng là có cái nịt thật. Ôi là trời. Rồi, clip 3 đi cắm cao ếch của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Đây được một con nhái đây. Lúc tối là mình đi thăm thì cũng được hai con nhái, nhưng mà mình để đó. Sau cuối cùng sáng này mình đi thăm thì không được con nào. Nếu mọi người thấy hay, mọi người thấy nó buồn cười thì cho mình một like, một số của like nhá. Để hôm sau mình ra thêm những cái clip hay thêm nữa nha mọi người. Thôi mình đi về đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những clip tiếp theo nhá. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Okay.